là địa phương xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi ASF muộn nhất nhì tỉnh, nhưng hiện nay, mức độ lây lan của dịch bệnh này tại huyện Cẩm Mỹ đang diễn ra nhanh. Hiện tại, số xã nhiễm ASF tại đây vẫn tăng lên và chưa có dấu hiệu chững lại. Trong tình hình đó, huyện Cẩm Mỹ sẽ có những giải pháp gì để bảo vệ đàn heo của huyện? Tiết mục Chuyện Nhà Nông hôm nay mời quý khán giả cùng gặp gỡ ông Ngô Hữu Phụng, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tả heo châu Phi huyện Cẩm Mỹ để tìm hiểu về vấn đề này. Thưa ông, trước cái diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, thì huyện Cẩm Mỹ sẽ có những cái biện pháp như thế nào để bảo vệ đàn heo của huyện? Trước tình hình dịch tả bùng phát trên khắp các cái địa bàn lân cận, thì về phía huyện Cẩm Mỹ, một trong những cái huyện mà cái dịch nó nhiễm mà sau so với các cái huyện khác ở trên địa bàn, thì chúng tôi đã có cái bước chuẩn bị trước khi dịch mà nó bùng phát ở địa bàn, thì chúng tôi đã thực hiện các cái biện pháp an toàn sinh học. Thứ nhất là thực hiện cái việc phòng ngừa khử độc tiêu trùng đối với lại những cái vùng giáp ranh các cái huyện mà đã nhiễm, mà cụ thể là ví dụ như là ở các cái vùng mà ở Long Thành, Thống Nhất, khi mà bị nhiễm thì họ đã có cái công bố, thì chúng tôi thực hiện cái việc là vận động nhân dân cùng với lại chính quyền địa phương thực hiện cái việc rải vôi, xịt thuốc khử trùng ở những cái vùng giáp ranh, những cái tuyến đường mà có đông xe qua lại. Trường hợp mà phát hiện bệnh dịch thì chúng tôi sẽ huy động lực lượng, thứ nhất là lực lượng tại chỗ, đó là ở xã nào, ấp nào, khu vực nào mà phát hiện dịch thì huy động lực lượng ở tại chỗ đó, và phương tiện, điều kiện, cơ giới, rồi con người tại chỗ. Trường hợp mà dịch mà trên các cái trại và quy mô lớn thì chúng tôi tăng cường cái lực lượng đội xung kích của huyện, đó là lực lượng công an, quân sự và các cái đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn. Hiện nay thì các chủ trại heo cũng đang băn khoăn trong cái việc là có nên tái đàn lúc này hay không để mà chuẩn bị cho cái thị trường heo hơi trong dịp Tết sắp tới. Thì theo ông, lúc này thì các cái chủ trại heo có nên tái đàn không? Theo cái chủ trương chung của tỉnh thì hiện nay chúng ta đang thực hiện cái giảm đàn để khống chế và dập dịch. Cho nên đó là về phía địa phương chúng tôi cũng thực hiện theo chủ trương của tỉnh là vận động khuyến khích bà con là duy trì cái đi đàn hiện có, không tăng đàn, không tái đàn vì tình hình diễn biến phức tạp. Do vậy khi có cái thông tin chính thức về cái tình trạng mà đã công bố hết dịch thì lúc đó thì địa phương, chính quyền địa phương sẽ có cái trao đổi và thông tin lại cho các cái chủ trại trên tinh thần là như thế. Cái hiện nay thì không nên tái đàn vì tình hình mình chưa có xác định được là chừng nào cái dịch tả châu Phi, lợn châu Phi mới là được ngăn chặn. Trong lúc dịch bệnh nó đang xuất hiện và lây lan mạnh thế này thì cái công tác kiểm soát chất lượng thịt trước khi ra thị trường đang là một cái vấn đề rất được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Vậy thì tại Cẩm Mỹ thì cái việc làm này sẽ được triển khai như thế nào? Trong cái tình hình dịch bùng phát thì cái việc kiểm soát lượng thịt ra thị trường thì Ủy ban nhân dân huyện chúng cũng đã tăng cường. Cái thứ nhất là tăng cường kiểm soát các cái lò giết mổ và kiểm tra xử lý các cái trường hợp giết mổ không đúng địa điểm, không đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì trong cái thời gian mà dịch bùng phát thì chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lượng thú y là trước khi heo vào lò mổ đều được kiểm tra mầm bệnh. Trường hợp không có mầm bệnh mới được giết mổ. Nếu trường hợp phát hiện ra có mầm bệnh thì thực hiện tiêu hủy theo quy định. Đồng thời kiểm soát kỹ cái lượng heo mà buôn bán tại các chợ, các cái điểm kinh doanh thực phẩm tươi sống, đảm bảo các lượng thịt nằm trên các cái thớt thịt bán ở các chợ cũng như các cái điểm buôn bán cho phép đều phải qua kiểm dịch động vật và có lăng dấu của ngành thú y. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Dạ.